한잔지나나도무서웠는데자기안무서워냐아니안무서워mực mực đi mực dạ dạ à ốm chứ mạnh chi pha bà pha bà cho cháu quay pha bà hơi với mạnh à bây giờ nó mới có bông không hả Dương Nam mẹ con mua con gỗ nhãn đó mà nhãn sao nó khô gan mà nó không nước nó không ngọt gì chân Dương Nam nó không có nước mà nó không ngọt gì trơn á nó nhỏ xíu mà xíu à ốm chứ mà anh chị khoảng cách này cưa hai cây bỏ nè dạ bây giờ là nhãn không hay gì còn có trồng cây gì nữa không cô kia khiêu cô sờ à khá cẩn thận chứ con đi được chú rồi mẹ ở chú thì mẹ bảy mấy ký tám mấy ký đó mà bây giờ ốm rồi đó Dượng con đi mà con còn sợ đó lâu lắm không đi rồi đi còn sợ đó mà nó đi vậy đó na na kha tôi muốn xua nên để chắc cái ảm xua nhá bạn nó đi cầu khỉ không ấy có cầu khỉ đâu mà đi nhưng mà dám đi hả ra chính giữa nó quằn quằn nó ấy ấy nhưng mà con còn sợ có cầu khỉ không trong vườn trống vườn đâu có cầu khỉ đâu ờ bển không có cầu mà đâu có sông có kinh gì đâu mà có cầu khỉ anh muốn hết thì của anh đi thôi rồi thấy nó thấy cái cao của mình. 이 모습은 배추가 약하니까 안 맞다 이거예요. 안 맞아. 그럼 그 반면에 그 인삼도 담은 놈으로 몸도 좋고 좋다 이거지. 그래. 원래 이 모부가 그 소주만 먹어. 해야 된다고. 짬아
bú sữa. Chị Năm, con quay clip gì đó mà về không ai chịu lên clip với con chứ Năm. Ai cũng sợ chưa? Mày chị Năm đây, Năm đẹp đó. Ai cũng sợ chưa? Chắc bỏ nó sột cái hả? Trời ơi, tự nhiên nó bẻ răng nó ên nó luôn. Mùi quá rồi. Nãy giờ con bẻ mà không được ngay muốn chảy luôn. Cũng rút rồi. Trời ơi, nãy giờ con bẻ bẻ hoài không được. Rồi con nhai miếng chả vô nó xúc ra luôn. Giờ nghịch mùa hả? Nghịch mùa hả? À, vừa qua Tết, lúc gần Tết là nó vô vồ gộ. À. Qua Tết lại là gộ lên rồi đó. Nghịch mùa nó không có ngon mà ngay mùa. Còn không gà chưa ăn miếng sầu riêng đâu chứ. Sầu riêng không có đâu bà ơi. Thấy có. Bữa con đi về con thấy bán nhóc hết trơn. Có, mà nó mắc thôi. Sầu riêng rồi. Mà tới mày nghe chân chỗ chị mày làm á mới có. Không, con Hiệu Yến phụ yến chở. Ừ. Bên 1.000 nè. Có hả? Có. 1.000 nhiều lắm. Có. Cái gì cũng có chứ, củ lùn cũng có. Tao bán phụ yến có tao ngụm tao để trước cửa nhà. Đậu kìa, cha có gọi là gạt. Đứa nào nó cũng chơi chứ. Bây giờ đứa nào nó cũng nghiện hết trơn á. Không có nào nghiện. Không học hành. Để con Hồng á, cho ba mẹ con đem lên chìa khóa phòng rồi nên con đâu có mở được. Ừ, đúng rồi. Con chỉ mở cửa sổ ở trong cái cửa phòng thôi để nhìn đi học. Để trời ơi, trời, tội nghiệp chưa? Nghe nói tới cửa không để nhìn thôi. Nhìn chứ đâu có lấy đâu. Nhìn chứ nhìn thôi chứ không lấy được con. Từ nãy giờ cắt để lấy mà đâu có lấy. Hồi đó đi gụn mình lên đó chị. Em đi bờ mẫu nào mà em thấy con sâu nó nằm bờ mẫu đó là em bỏ bờ mẫu khỏi đi luôn. Ừ. Con thấy con sầu con lấy kiếm cày không sợ hả? Cái gì vậy á, giỏi gì đó. Đó con sợ lắm nó chết giờ còn hơn hai vợ chồng à. Dớ quay qua tới đi, bà cũng không cho mày về đâu. Ừ, được nào bán chơi chị mày đánh dần nè, bờ ve sắc cái bông dầu ghi